Ông ơi, ông có sao không ông? Không sao, không sao. Ông có bị thương đâu không ông? Tôi không sao. Hay là ông lên xe để con chở ông đi cho. Ông đi đâu, con chở ông đi. Cô cho tôi tới bệnh viện. Ông bị bệnh gì sao? Tôi không bị bệnh. Tôi tới thăm một người, nhưng người đó không nhớ tôi. Không nhớ thì ông đi thăm làm gì? Không quan trọng, chỉ cần tôi nhớ người đó là được rồi. Cháu chào bà. Cô Ngọc, tại sao cô lại đến đây? Tôi có đem cái này tới cho bà nghe nè. Bà bình tĩnh nghe nha. Hạnh phúc. Xin em đừng nói những lời buồn đau, đừng để cho hai ta phải mất nhau. Em lo sợ một ngày người tình ơi, cuộc tình ngang trái gieo thương đau cho người đến sau. Thật tội nghiệp em giữa chốn hoang tình. Anh phải có trách nhiệm. Em vẫn có thai rồi. Tình yêu. Chuyện tình của anh có phải do em gây chia ly? Trước khi đến với em, anh và cô ấy đã chia tay. Anh xin lỗi. Mong em hiểu và hãy cho anh làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Đừng đi oan nữa, đừng khóc em ơi. Đừng trách than chỉ thêm đau lòng anh. Vì yêu nên anh không muốn cho em mang buồn đau tổn thương. Sao nhân duyên chúng ta không tròn khi bên anh em đứng sau một mình. Đừng suy nghĩ nữa. Tại sao em lại làm như vậy? Không phải em. Ôi quá đau lòng khi giờ đây em nhận ra, người em yêu nay đã có một hạnh phúc. Anh xin em đừng nói những lời buồn đau, đừng để cho hai ta phải mất nhau. Em chỉ lo sợ một ngày người tình ơi, tình ngang trái gieo thương đau cho người đến sau. Tội nghiệp cho em giữa chốn hoang tình, thế nhưng em vẫn đứng sau tình yêu. Chuyện tình của anh có phải do em gây chia ly? Thật lòng giờ đây xin lỗi anh vì quá yêu anh. Đừng bi quan nữa, đừng khóc em ơi. Đừng trách than chỉ nếu mày không tin mày, tao sẽ nói thằng Hàng biết đứa con trong bụng mày của tao. Anh yêu em, xin anh đừng bên nó.
vừa đánh chúng tôi. Khi bên anh em đứng sau một người, đừng suy nghĩ nữa, anh chỉ yêu em. Sao anh còn bên em? Rồi bà ấy lúc còn sống thường ray rất vì tội lỗi của mình đã gây ra cho hai bác. Mà người ấy vẫn thấy đau càng đau.